Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái cách chiên bánh tráng nha các bạn. Chiên bánh tráng nha các bạn. Cái bánh tráng này các bạn. Bánh tráng hay chiên nè các bạn. Thì đây các bạn. Bánh tráng này là để mình chiên vào, mình bỏ vào trong bánh giòn rồi nha các bạn. Bánh này để mình bỏ vào bánh bánh cuốn hoặc bún thịt nướng các bạn. Thì để chiên cho bánh này trước hết mình sẽ chuẩn bị bánh tráng nè các bạn. Bánh tráng này thì mình sẽ nhúng nước và mình đĩa gập đôi lại các bạn. Mình đĩa gập đôi lại như thế này các bạn. Mình đĩa gập lại á. Mình đĩa gập hai miếng lại như thế này nè để mình chiên cho nó già cái bánh và nó không sẽ nó không bị không bị chai cái bánh các bạn, nó sẽ phồng lên và nó giòn cái bánh, nó ăn nó béo và nó ngon các bạn. Thì trong khi chờ nó tới dầu thì mình đang chờ dầu cho nó tới nha các bạn. Chờ dầu nó tới xem mình mới chiên các bạn. Đây là các bạn, đây là rổ bánh nha các bạn. Đây là mình đã nhúng bánh sẵn rồi, mình chiên rồi các bạn. Đây các bạn. Để mình chặt nữa mình bỏ vào mình chiên các bạn. Đây. Cái bánh này mình gập làm hai lại đó các bạn cho nó già để mình chiên cho nó ngon. Mình chờ dầu tới các bạn. Chờ một xíu chờ dầu nó tới như các bạn. Thì trước khi chờ dầu thì cho mình gửi đến tất cả các bạn và các anh chị em các bạn trên YouTube cho mình cảm ơn đến tất cả các bạn, các anh chị em đã dành thời gian xem những video của Mỹ Quận Vlog cho các bạn. Cái bánh này mình chừa dầu nó tới xem là mình mới chiên các bạn. Bởi vì chưa tới dầu, mình thử một cái là chưa tới dầu. Nên là mình chờ cho dầu nó tới hả mình mới chiên. Dầu chưa tới các bạn. Chờ dầu nó tới chút nha các bạn nhé. Mình thử hai miếng mà chưa dầu chưa tới nha các bạn. Mình chiên cái bánh này để mình bỏ vào bún thịt nướng và bánh cuốn nha các bạn. Khi mình ăn bánh cuốn á, mình bỏ vào cái bánh giòn này, mình bỏ chung với bánh kèm với bánh cuốn ăn rất là ngon các bạn. Giòn và nó béo, nó thơm lắm các bạn, nó thơm nó ngon các bạn. Và bún thịt nướng cũng vậy, bún thịt nướng mình sẽ bỏ vào, mình cũng sẽ bóp, mình bỏ vào ăn nó vừa giòn vừa ngon các bạn. Đây, hồi bữa trước là mình đã giới thiệu đến các bạn về bún thịt nướng và bánh cuốn đó các bạn. Nhưng mà cái quá trình quay cái chỗ mà bún thịt nướng là mình quên bỏ bánh tròn các bạn. Bởi vì sáng đó mình lặt đặt quá, mình làm để mình đi bán, mình lặt đặt quá nên là mình quên bỏ bánh giòn để mình giới thiệu đến các bạn. Thì cái bánh này là bỏ vào bún thịt nước và bánh cuốn các bạn ăn rất là ngon. Để mình thử cho nó tới chưa các bạn nhé. Nó cũng chưa tới luôn các bạn, chờ chút xíu nữa nó tới các bạn.
mình chờ một chút xíu nữa nha các bạn nhé, nó tới dầu mình chiên nó mới ngon các bạn. Mình bỏ thử mấy miếng thôi là nó chưa tới dầu. Xèo xèo các bạn, mình sẽ bỏ vào các bạn, bỏ vào mình chiên. Tới rồi các bạn, đây là đã tới rồi nè, mình vừa chiên đó các bạn, tới rồi. Khi mà nó tới dầu là mình sẽ vớt vào cái vỉ này để mà cho nó ráo dầu nha các bạn, để nó ráo dầu. Sau là mình mới bỏ cái khác vào. Để nó ráo dầu cho mình đi đổ vào thêm nha các bạn. Mình sẽ cầm sát và các bạn thấy nha. Để cho bánh nó giòn rồi mình mới chiên, mình mới vớt ra nha các bạn nha. Mình vớt ra giòn rồi. Bạn nghe nó xèo xèo các bạn. Nó như xèo xèo luôn các bạn. Chúng mình để cao lên đây thử các bạn thấy không? Bánh này là chiên này nó
mình chiên mình bỏ được mấy ngày, mình bỏ vào bị ni lông á, mình để được mấy ngày á các bạn, nó giòn lâu lắm các bạn, mình đậy kỹ là nó giòn lâu lắm. Cái này mà bạn chiên rồi bạn bỏ vào trong thẩu á, trong thẩu là bạn để bạn dùng là rất là giòn các bạn, không bao giờ mà bị chai cái bánh đâu các bạn. Cái này là mình hay chiên vào bàn bếp củi á các bạn. Mà bởi vì hôm nay là trời mưa nên là mình chiên bếp ga. Chứ còn cái này về chiên bếp củi nhanh lắm các bạn ơi. Nhanh lắm, chiên bếp củi chiên một xíu là xong liền các bạn. Chiên bếp ga thì nó hơi lâu các bạn. Đây các bạn, mình sẽ để ra các bạn thấy nhé. Đấy, đây các bạn đã được rồi đấy, thấy nha, các bạn thấy chưa? Được cái bánh giòn này ăn rất là ngon các bạn, ăn vào dai lắm các bạn, giòn ngon lắm các bạn, giòn lắm các bạn. Đây các bạn. Bánh này là để bỏ vào cái bánh cuốn hoặc là bún thịt nướng rất là ngon. Đó, mình để chiên để mình chở nha các bạn nhé. Thì thay vì mình chiên những cái phần tôm đó các bạn, những bánh phần tôm thì mình làm cho bánh tráng này mình chiên để mình ăn, thì mình chiên cho cả gia đình mình ăn, vừa hộp vệ sinh mà vừa đảm bảo chất lượng nữa các bạn. Khỏi cần mua bánh phồng tôm về chiên, bánh phồng tôm chiên ăn thì nó nhanh ngán hơn cái bánh này các bạn. Bánh tráng này, bánh tráng này mình chiên với dầu ăn ngon, rất là ngon các bạn. Mình xin chào các bạn nhé. Đây các bạn, đó các bạn thấy chưa, nó nhận chưa. Thôi mình xin chào các bạn.